Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với bản tin giáo dục. Chương trình được Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông FMS thực hiện. Năm học mới đã bắt đầu, thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý thầy cô và các bạn học sinh có một năm học thật vui tươi, hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công trong việc dạy và học. Năm học 2018-2019 diễn ra trong bối cảnh vừa là năm bản lề, vừa là năm bứt phá để thực hiện các nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Toàn ngành cũng tích cực triển khai sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2018-2019 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó phải kể đến là việc mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy và học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, đẩy mạnh đưa phương pháp giáo dục STEM vào nhà trường với nhiều hình thức đa dạng. Ghi nhận nhìn lại một năm học của giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh luôn được các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Điển hình như những chính sách, chế độ hỗ trợ cho giáo dục mầm non thành phố đã giúp giải quyết căn bản tình trạng thiếu giáo viên mầm non với nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt. Đó cũng là đòn bẩy quan trọng để ngành giáo dục mầm non thành phố triển khai nhiều mô hình đặc thù, tiên phong như việc tổ chức nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi, nhận giữ trẻ ngoài giờ và đẩy mạnh hoạt động các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Qua đó phần nào đã đáp ứng tốt nhu cầu hỗ trợ con em công nhân. Những giải pháp đổi mới được triển khai trong những năm học gần đây tiếp tục là bệ phóng để giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2018-2019 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó nổi lên là hiệu quả đến từ sự kiên trì, chủ động, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Năm học 2018-2019, các trường tiếp tục được giao tự chủ trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường. Nhờ vậy, đã chủ động xây dựng chủ đề tích hợp, liên môn, đưa hoạt động trải nghiệm vào chương trình giáo dục chính khóa, triển khai các giải pháp nhằm giảm tải chương trình học, giảm bớt áp lực cho học sinh. Phương pháp tổ chức dạy học cũng như kiểm tra, đánh giá chuyển dần từ giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức, kỹ năng sang phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Bên cạnh việc hình thành và phát triển cho học sinh một số năng lực chung như tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giáo dục trong nhà trường còn hướng đến bồi dưỡng cho các em phát triển những năng lực chuyên môn như ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tin học, thẩm mỹ, thể chất. Song song quá trình đổi mới phương pháp dạy học, việc đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá cũng được thực hiện theo lộ trình, chuyển dần trọng tâm từ đánh giá kiến thức sang đánh giá phẩm chất và năng lực người học. Đặc biệt, công tác ra đề thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố những năm gần đây cho thấy bước đột phá với việc tăng cường kiến thức thực tiễn. Đề thi mang tính mở, giúp học sinh có thể tự do bày tỏ quan điểm trước một vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Năm học 2018-2019 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của việc đưa phương pháp giáo dục STEM vào nhà trường với nhiều hình thức đa dạng. Thành phố đã tổ chức tập huấn cho 8.272 lượt giáo viên, tổng cộng có 2.826 tiết dạy của giáo viên ứng dụng phương pháp giáo dục STEM và 1.597 buổi ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu về STEM với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Có 1.833 dự án được tổ chức thực hiện tại tất cả các trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các trường đã rất chủ động, linh hoạt, tùy vào điều kiện cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM, lồng ghép trong một số tiết dạy hoặc tổ chức các chương trình ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Những hoạt động này đã giúp các em hứng thú, phát huy tối đa tính sáng tạo và giúp phát triển rất tốt các kỹ năng cần thiết của người công dân trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0. Kết quả của quá trình đẩy mạnh đưa giáo dục STEM vào nhà trường song hành, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Năm học 2016-2017, toàn thành phố có 452 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 145 đề tài đạt giải cấp thành phố. Thì đến năm học 2017-2018, số lượng đề tài dự thi cấp thành phố tăng lên 680 đề tài, trong đó có sự tham gia của các học sinh các trường ngoài công lập.
Năm học 2018-2019, thành phố có 1.307 học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, 1.083 học sinh tham gia dự thi cấp thành phố với 617 đề tài, 251 đề tài cấp trung học cơ sở và 366 đề tài cấp trung học phổ thông. Với những thành tích đó, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao đăng cai tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam với 229 dự án. Thành phố có 40 dự án của 409 học sinh đến từ 32 tỉnh thành. Thành phố đã làm tốt công tác tổ chức, các điều kiện được chuẩn bị chu đáo giúp kỳ thi thành công tốt đẹp. Đoàn học sinh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt 1 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải tư cùng nhiều giải thưởng khác. Trong quá trình thực hiện đổi mới, giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến mục tiêu hội nhập, hướng đến việc đào tạo những công dân toàn cầu. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc dạy ngoại ngữ cho học sinh, nhất là tiếng Anh, đã triển khai thành công hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Toàn thành phố có 82.000 trẻ tham gia làm quen với tiếng Anh trong 559 trường mầm non, đáp ứng tốt nhu cầu của phụ huynh, đảm bảo được chất lượng, giúp trẻ thuận lợi trong những năm bắt đầu phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Ở cấp tiểu học, thành quả của chương trình tiếng Anh tăng cường và chương trình dạy và học toán khoa học tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam được triển khai thực hiện nhiều năm qua, nhất là những nỗ lực vượt khó của các đơn vị, cơ sở giáo dục đã giúp việc dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học đạt hiệu quả rất tích cực. Đến nay, tỷ lệ học sinh được học môn tiếng Anh trong nhà trường tiểu học đã đạt 94,9%, tăng 4,8% so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh phổ thông thành phố đạt các chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh ngày càng tăng. Chương trình dạy và học toán khoa học tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam tiếp tục được mở rộng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bậc phụ huynh, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông thành phố tiếp cận chương trình phổ thông quốc tế một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Chương trình đã được công nhận đầu ra bởi các tổ chức khảo thí lớn uy tín trên thế giới như Pearson của Anh và ACT của Mỹ. Những hoạt động tích cực đổi mới trên phần nào đã được minh chứng qua kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua. Từ nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị có kết quả thi thuộc top 10 cả nước. Năm nay, thành phố vươn lên xếp thứ 5, tăng 4 bậc so với năm trước. Trong khi xét trên số lượng, thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng thứ 2 cả nước. Môn tiếng Anh tiếp tục có kết quả dẫn đầu cả nước, các môn còn lại cũng đạt thứ hạng cao. Môn toán xếp thứ 2, môn ngữ văn xếp thứ 6 đều cao hơn so với năm học 2017-2018 và đều hơn điểm bình quân của cả nước. Đặc biệt, so với năm học 2017-2018, tất cả các môn đều đã kéo giảm nhiều số thí sinh có điểm thi dưới 5. Tính trung bình, số thí sinh có điểm thi dưới 5 của thành phố đã giảm gần 1/4, tức 25%. Đây là tín hiệu rất đáng tự hào của giáo dục thành phố trong nỗ lực đổi mới phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá thời gian qua. Một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy, học là cơ sở vật chất và đội ngũ. Nhằm giải quyết bài toán khó về trường lớp của một số đô thị trung tâm, thu hút rất đông nguồn nhân lực của cả nước, với quan điểm phải chăm lo chỗ học cho tất cả con em nhân dân thành phố, bất kể có hay không có hộ khẩu. Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng thêm nhiều công trình trường học. Riêng năm học 2018-2019, toàn thành phố có 60 dự án được thực hiện, đưa vào sử dụng 977 phòng học, tăng thêm 691 phòng học mới, với tổng kinh phí là 2.729 tỷ 425 triệu đồng. Qua đó, thành phố tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Năm học 2019-2020, dự kiến toàn thành phố tăng 75.434 học sinh, nhất là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, tập trung tại một số quận và huyện ngoại thành. Và năm học mới dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 1.476 phòng học mới. Năm nay là năm thứ hai Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên không cần hộ khẩu thành phố. Việc bỏ hộ khẩu đã giúp nguồn tuyển được mở rộng. Đã có 45% giáo viên được tuyển dụng đến từ các tỉnh và một số môn học trước đây không có ứng viên thì nay đã có thể đáp ứng nhu cầu của các trường. Việc tuyển dụng được ngành giáo dục thành phố thực hiện trực tuyến giúp công tác tuyển dụng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, công khai, minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh việc đổi mới công tác tuyển dụng, ngành giáo dục thành phố cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. Năm học 2018-2019, thành phố đã tổ chức cho hàng ngàn lượt giáo viên
cán bộ quản lý tham gia các khóa học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cho hơn 64.000 lượt cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn hóa trình độ đội ngũ, tổ chức thêm nhiều chuyên đề, hội thảo về nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhất là đạo đức nhà giáo, các kỹ năng xử lý tình huống, ứng xử sư phạm. Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, nhất là ở cấp tiểu học, để tham gia các chương trình, các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Từ đó xây dựng đội ngũ báo cáo viên, các chuyên đề nhằm thực hiện bồi dưỡng, tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới cho toàn ngành. Hiện nay đã chủ động phối hợp với các trường đại học, các cơ sở bồi dưỡng giáo viên xây dựng những chuyên đề về chương trình giáo dục phổ thông mới cho các đơn vị cơ sở. Ngay trong hè 2019 đã đưa vào chương trình bồi dưỡng hè nhiều chuyên đề, nội dung trang bị sẵn sàng cho cán bộ, giáo viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đúng tiến độ và đạt chất lượng theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành và tập trung thực hiện có kết quả một số giải pháp đột phá. Ngành giáo dục thành phố đã sớm thí điểm chương trình thanh toán học phí không dùng tiền mặt và hiện tập huấn cho 100% cơ sở giáo dục trực thuộc sử dụng phần mềm quản lý thu chi tài chính nhà trường. Từ năm học 2019-2020, 100% các trường sẽ triển khai phương tiện giúp phụ huynh có thể thanh toán học phí không dùng tiền mặt, đồng thời chủ động phối hợp để chuẩn bị triển khai tại các cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện. Thực hiện đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, ngành giáo dục đang phối hợp với Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn hoàn chỉnh mô hình trường học thông minh thí điểm tại trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8 để mở rộng từ năm học tới. Đề án thư viện điện tử cũng đã được hoàn tất tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, sẽ khánh thành đưa vào sử dụng từ năm học 2019-2020 và tiếp tục nhân rộng. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án xây dựng trung tâm điều hành thông minh để quản lý và phát huy cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành. Đề án mô hình trường học thông minh dự kiến thí điểm tại 5 trường trung học phổ thông của thành phố từ năm học tới. Bên cạnh đó, ngành đã xây dựng được cơ sở dữ liệu dùng chung tích hợp trên cổng dữ liệu mở của thành phố. Tháng 6 năm 2019 đã công bố trang thông tin dịch vụ giáo dục, cung cấp thông tin của 4 loại hình dịch vụ giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động, giúp người dân thuận tiện trong tra cứu, tìm hiểu thông tin, là cơ sở để chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương giám sát, thanh tra, kiểm tra. Những nội dung này là tiền đề quan trọng để ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, cải tiến hơn nữa công tác quản lý, điển hình như việc ứng dụng bản đồ GEPPS để đổi mới công tác tuyển sinh trong thời gian tới cho hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin còn được ngành đẩy mạnh trong xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Đến nay, ngành đã triển khai hiệu quả phần mềm quản lý thi đua khen thưởng trực tuyến, phần mềm thuyên chuyển tuyển dụng trực tuyến, đang xây dựng phần mềm chuyển trường trực tuyến. Đồng thời, đang trong quá trình thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính liên thông trực tuyến với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, hoàn chỉnh 52 quy trình thủ tục hành chính theo ISO điện tử để bắt đầu xây dựng các dịch vụ công trực tuyến ngay trong năm 2019. Việc thực hiện này rất thuận lợi nhờ ngành đã chủ động chuyển đổi, sớm áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO Việt Nam cho các thủ tục hành chính tại sở. Trong năm học vừa qua, 100% các thủ tục hành chính được thực hiện tại sở đều đúng hạn. Năm học 2018-2019 đã kết thúc. Những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm học vừa qua là thành quả của sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện tối đa của các cấp lãnh đạo thành phố, của sự chung tay, góp sức của toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể các cấp, từ thành phố đến địa phương, của truyền thống sáng tạo, hết lòng, hết sức vì đàn em thân yêu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, của nỗ lực tích cực, kiên định, theo đuổi công cuộc đổi mới một cách bài bản, có lộ trình cụ thể của ngành. Phát huy những thành quả đó, năm học 2019-2020 chuẩn bị bắt đầu.
ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện theo kết luận 51/KLTW của Ban Bí thư, tích cực đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 11/CTTW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Năm học mới cũng là giai đoạn nước rút để toàn ngành cùng các ban ngành đoàn thể, nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, triển khai quyết liệt các giải pháp một cách tích cực, hiệu quả để thực hiện chủ đề của năm 2019 của thành phố, năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội, kế hoạch thực hiện đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Với nền tảng của những thành công bước đầu trong quá trình đổi mới, chắc chắn giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiên phong, phát triển mạnh mẽ trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh đã theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!